Xin chào anh chị và các bạn nhé. Hiện tại là mình đã còn đứng giữa đồng cỏ của công ty TH Romil. Thì hôm nay mình sẽ giải thích cho tất cả các bạn là chủ đề là tại sao là TH Romil là không trồng nhiều cỏ voi mà lại trồng nhiều cỏ guinea. Thì các bạn có thể xem đây là một trong những góc nhỏ của công ty người ta trồng cỏ nhá. Đây chủ yếu là cỏ guinea mombasa. Đây là một ở trong những góc nhỏ và mình quay thôi. Thì công ty trồng là 74.000 hecta giống cỏ guinea mombasa này. Thì các bạn biết rằng là nếu mà so sánh về năng suất thì cỏ voi thì nó sẽ đạt chất lượng năng suất nó sẽ nhiều hơn rất là nhiều so với cỏ guinea này. Nhưng mà tại sao công ty lại không trồng? Tại vì theo như các bạn biết là cỏ guinea này là một trong những loại giống cỏ mà có nhiều chất dinh dưỡng, nó phù hợp với nhiều loại vật nuôi. Và khi mà công ty thu hoạch vào thì thành phần chất dinh dưỡng của nó sẽ nhiều hơn so với các loại cỏ khác. Nên là công ty TH thì người ta trồng nhiều để cho bò sữa ăn. Thì khi mà bò sữa ăn thì nó sẽ cho chất lượng lọt tiết sữa nhiều hơn so với giống cỏ voi. Và chất dinh dưỡng của cỏ voi thì ở bên trong thì nó chủ yếu là nước và thân thôi. Còn cỏ guinea này là thành phần lá của nó nhiều hơn. Nên là công ty người ta trồng nhiều để cho bò nó ăn nhé. Và chủ đề hôm nay mình sẽ chia sẻ được cho anh chị và các bạn là như vậy. Đây là một trong những góc nhỏ của công ty trồng thôi. Đấy, các bạn có thể thấy là đồng cỏ bao la luôn. Đây là một đồng cỏ bao la luôn. Nhưng mà đây là chỉ là một trong những góc nhỏ thôi cả nhà nhé. Đồng cỏ của TH rất là rộng lớn. Đấy, các bạn có xem này, cột mốc ghi chữ TH, thấy chưa? Đấy. Nên vậy là trong mô hình kinh doanh của chúng ta nên trồng cỏ guinea này nhá. Các bạn mà quan tâm đến là thành phần dinh dưỡng và cung cấp đủ cho vật nuôi của mình ăn thì nên trồng cỏ guinea này để cho vật nuôi của mình ăn. Cho dù là bò hay là dê cừu hôm nay đều ăn được. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi đoạn video này nhé.